Xin giới thiệu cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em gửi đến cho quý cô chú, anh chị chúng ta một lô đất là hai mặt tiền đường ạ. Và lô đất của chúng ta thì có bề sâu là 13m và theo mặt tiền đường bê tông là 25m ạ. Và lô đất này nó nằm ngay khu dân cư và cách đường liên xã là cỡ khoảng 50m độ lại thôi ạ. Đã có đường điện đầy đủ hết rồi ạ. Và đất thì bằng phẳng, được gia chủ đã rào hết kiên cố nha quý cô chú anh chị. Và toàn bộ đây là hàng xóm của chúng ta, nó đã có đường điện đầy đủ phù hợp cho chúng ta làm một ngôi nhà nhỏ nhé. Và đây là mặt tiền đường thứ hai, đó là từ đây đi ra ngoài đường liên xã thì cỡ 50m thôi ạ. Và chiều sâu ở phía dưới này là có nở hầu ra là 18m. Thì đất của chúng ta có chiều sâu là phía dưới này là 18m ạ. Và con đường này là cũng nằm ở trong bìa của chúng ta luôn ạ. Nhưng mà gia chủ đã bán để cho người dân họ làm đường đi. Thì đất của chúng ta là chỉ còn là theo cái hàng rào này thôi ạ. Ở đây là hết ranh giới chiều sâu. Thì ở đây chúng ta có thể làm một ngôi nhà để chúng ta ở cũng được ạ. Và trên đất đã có 200m đất ở thổ cư ạ. Một lô đất vừa nguồn tiền mà đã có 200m đất ở thổ cư và nằm ngay khu dân cư thì quá là hợp lý cho chúng ta có nguồn tiền vừa phải ạ. Thì giá gia chủ đang mong muốn là 155 triệu đồng cho tổng diện tích là 25m mặt tiền đường bê tông và chiều sâu vào là 13m, phía dưới là nở hầu là 18m ạ. Và lô đất của chúng ta thì bây giờ em sẽ đi ra ngoài khu dân cư, em quay cái mặt đường liên xã cho tất cả quý cô chú anh chị rõ hơn ạ. Thì với cái giá mà gia chủ bán chỉ có 155 triệu, đã có sổ hồng đầy đủ hết rồi. Thì chúng ta hãy liên hệ cho em để được sở hữu ạ. Và đây là chúng ta có hàng xóm là bán tạp hóa này. Nói chung là quý vị mua lô đất này thì đầy đủ các dịch vụ tiện ích. Và đây là con đường liên xã nhé. Còn từ đây mà chúng ta lên trung tâm xã Gia Co, trường chợ thì bán kính cỡ khoảng 500m nha quý cô chú anh chị. Quý vị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0965 812 137 hoặc kết bạn Zalo để em gửi thông tin bìa đỏ chi tiết cho tất cả quý vị ạ. Và đây là con đường được hiển thị là ở trong sổ là 3m2 nha quý cô chú anh chị. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Mời tất cả quý vị theo dõi trên một đoạn live cam của em và theo dõi khu dân cư của chúng ta ngày hôm nay ra sao ạ. Em xin chân thành cảm ơn.